ra đường, đòi công bằng cho anh ra đê đã bị xét hoang. Công bằng đâu? Công bằng đang ở nơi đâu? Sao cảnh sát cho phép mình tước đi hơi thở của một người da màu? Chẳng một mảnh đất thờ cha, mẹ kêu oan cho con 12 năm rồi vẫn không động lòng, chẳng hề cung lấy. Công bằng đâu? Công bằng đang ở حزن كان مألوف وعالم وحش بس معروف وآخرين كانوا الجحيم. أربع حيطان المستقبل ما كان هيك، البيت ببطل يكون بيت لما البيت بيصير حياة. الجحيم حجمه مترين. بديش نرجع نرجع للي كان، أصل اللي كان خربان للي مش غلبان. خلاص خلاص